Không cần mang giày cao gót, không cần phần sau cầu kỳ, mà khiến anh đã mơ em đêm ngày. Bên cạnh em mình yên quá, anh chỉ muốn say mãi trong làn bóng thơm dịu dàng. Hay là anh gặp ba má xin. Dù nàng là người luôn thích cập nhật những xu hướng mới hay thích phong cách đơn giản, cũng không để bỏ qua set đồ này của Mega Fashion. Set áo blazer kèm quần vẫn đang làm mưa làm gió tại nhà Mega. Hàng vừa về đã được chị em hỏi quá trời luôn. Gam màu hồng đất cực kỳ xinh xắn và ngọt ngào này đảm bảo sẽ mang đến làn gió mới cho nàng, nâng cao giao diện để trở nên nữ tính hơn. Thiết kế ưu tiên sự basic đơn giản nhưng không kém phần nhã nhặn với phần cổ vest cứng cáp, một khuyết cài và hai túi áo hai bên làm điểm nhấn. Đi kèm là một chiếc quần tây suông sắn gấu trẻ trung, phong quần rộng và thoải mái và cực kỳ đứng dáng khi mặc nha. Set bộ với chất liệu tweed hàn cao cấp của Mega Fashion mang đến sự dễ chịu cho chị em khi diện cả ngày dài, đứng ngồi hoạt động vô tư. Chất vải cứng cáp ít nhăn được may cực kỳ chỉn chu và không có chỉ thừa. Set bộ này là hoàn toàn có thể tách set của Bình Nga từng có sẵn để tạo thành nhiều outfit đa dạng. Minh một chiếc sơ mi trắng để trở nên thanh lịch khi đi làm, đi học hoặc khi đi chơi, hãy chọn một chiếc áo hai dây cùng chân váy sleeve, khoác ngoài em blazer hồng để tăng sự điều đà và nữ tính. Nhấn theo dõi ngay fanpage Mega Fashion để cập nhật được những mốc thiết kế thời trang mới nhất nha.